Tâm Musk, kẻ cầm đầu vụ hàng trăm học viên trốn chạy khỏi cơ sở cai nghiện Sóc Trăng bị bắt. Thoa tìm clip cột điện kéo theo thờ điện đổ sập xuống đường. Vừa cầm máu vừa cắt cabin cứu 3 người mắc kẹt trong vụ lật xe đầu kéo. Hơn 5.000 chiến sĩ và 100 xe đặc chủng diễu binh trong lễ kỷ niệm 50 năm cảnh sát cơ động. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Lao Động. Ngay bây giờ sẽ là những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật trong những giờ qua. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 4, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật và chống người thi hành công vụ đối với Đỗ Thanh Tâm, Tâm Mas, 25 tuổi. Tâm chính là kẻ ngáo đá, kê dao uy hiếp một phụ nữ gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua. Đồng thời cũng chính y là kẻ cầm đầu vụ hàng trăm học viên cai nghiện bỏ trốn khỏi trại cai nghiện Sóc Trăng. Tối ngày 3 tháng 4, Công an thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng nhận được tin báo có 3 đối tượng thuê nhà nghỉ tại phường 2, thị xã Ngã Năm để sử dụng ma túy, trong đó có một người biểu hiện ngáo đá. Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi thấy cảnh sát, kẻ ngáo đá đã dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời chạy ra khỏi phòng trọ, dùng dao khống chế một người phụ nữ đang ngồi uống nước bên lề đường, kéo vào cố thủ trong phòng nghỉ. Phát hiện công an, một đối tượng đã dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, công an của thị xã Ngã Năm đã triển khai lực lượng trấn áp. Tuy nhiên, đối tượng chạy ra khỏi phòng trọ, dùng dao khống chế một phụ nữ đang ngồi uống nước bên lề đường, kéo vào cố phòng thủ trong nhà nghỉ. Hắn ta yêu cầu công an cho gặp người yêu, sắp xếp taxi để rời khỏi nhà nghỉ. Sau khi nhận tin báo, đại tá Phan Văn Ứng, phó giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo triển khai các biện pháp giải cứu con tin. Sau hơn 3 giờ thuyết phục, tác động tâm lý nhưng đối tượng không buông dao. Cảnh sát đã lợi dụng lúc anh ta sơ hở, liền ập vào khống chế, giải cứu con tin. Nạn nhân hoảng loạn, song may mắn không bị thương. Đặc biệt, về thân phận kẻ ngáo đá được xác định là Đỗ Thanh Tâm, là một trong các đối tượng cầm đầu vụ đập phá cổng, đục tường, bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng ngày 24 tháng 2 vừa qua, đang bị cơ quan chức năng truy tìm. Theo nhà chức trách địa phương, trước khi vào cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng, Tâm Mas sống lang thang, có nhiều tiền án, tiền sử và quan hệ thân thiết với thành phần bất hảo ngoài xã hội. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây tại Nha Trang, người dân đã được phen thót tim khi chứng kiến một cây cột điện bỗng dưng nghiêng ngả rồi đổ sập xuống đường, kéo theo người thợ điện vẫn đang sửa chữa. Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 2 tháng 4 vừa qua tại đường Lạc Thiên, thành phố Nha Trang. Đoạn clip được cắt từ camera hành trình xe ô tô cho thấy lúc này, các phương tiện giao thông đang di chuyển thì cây cột điện bất ngờ đổ ngang xuống đường, kéo theo nhiều dây điện chằng chịt rồi loà xòa chắn lối đi. Đáng chú ý, thời điểm đó có một người thợ điện đang sửa chữa trên ngọn cột điện. Khi cây cột điện đổ xuống, người này không kịp phản ứng, chỉ còn cách bám chặt vào cây cột và cùng ngã xuống. Tuy không bị ngã văng ra, nhưng toàn bộ cơ thể của nam thợ điện đã bị đập xuống đường nhựa khá mạnh. Sau đó, anh cố gắng lách người để di chuyển ra ngoài. Nạn nhân sau đó đã đứng dậy và di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, những người khác ra hiệu cho người dân không lại gần hay đi qua khu vực này để chờ người đến xử lý. Thưa quý vị, mới đây tại Lào Cai đã xảy ra một vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng, khiến cho 3 người bị thương và mắc kẹt trong cabin. Đội xe cứu hộ chạy đua với tử thần vừa phải cầm máu vừa phải nhanh chóng cắt cabin cứu người gặp nạn. Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vừa cùng với người dân hỗ trợ cứu 3 người mắc kẹt trong vụ tai nạn lật xe đầu kéo sớm ngày 5 tháng 4 trên quốc lộ 279 đoạn qua xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên. Đại diện Ủy ban nhân dân của xã Bảo Hà cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo chở cát di chuyển theo hướng từ Yên Bái đi huyện Bảo Hà thì mất lái lật xe. Sau khi lật, phần xe đầu kéo lao vào hụ lan, hư hỏng nặng, bóp méo, 3 người bị mắc kẹt trong cabin. Danh tính những người này là NDL, NTD và LDK, cùng ngụ ở Tuyên Quang. Tiếp nhận tin báo về vụ việc, các lực lượng của tỉnh Lào Cai đã cùng với người dân tham gia cứu hộ, đồng thời dọn dẹp và xử lý các vị trí dầu loang ra đường nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác lưu thông. Do bị mắc kẹt, các mảnh vỡ trên xe đâm trúng dẫn đến chảy máu và đầu xe bị ép chèn chặt, nên phải mất 2 tiếng vừa cầm máu vừa giảm đau, vừa sử dụng nhiều thiết bị để nâng, kéo, cưa cắt cabin, hộ lan, lực lượng chức năng mới đưa được các nạn nhân ra ngoài. 2 người bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cấp cứu, 1 người bị thương nhẹ được cấp cứu tại phòng khám đa khoa huyện Bảo Hà. Công an huyện Bảo Hà đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sáng ngày 5 tháng 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Bộ Công an và Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức họp báo thông tin về chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động 15 tháng 4 năm 1974, 15 tháng 4 năm 2024. Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết, cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang, ăn ở tập trung, chiến đấu như quân đội. Thiếu tướng Thanh nhấn mạnh, cảnh sát cơ động được trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện đặc chủng hiện đại, thực hiện nhiệm vụ vũ trang, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
Vị Phó Tư lệnh cho biết thêm, để chuẩn bị tốt cho lễ kỷ niệm sắp tới, hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đại diện cho gần 33.000 cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động toàn quốc đang nỗ lực và cố gắng tập luyện trong hơn 3 tháng qua. Các cán bộ chiến sĩ đã ngày đêm tập luyện diễu binh, diễu hành không quản nắng mưa. Nhiều màn diễu binh, biểu diễn võ thuật đã được các chiến sĩ chuẩn bị công phu, chú đáo, hứa hẹn sẽ mang lại những màn biểu diễn đẹp mắt, nghiêm trang trong lễ kỷ niệm vào sáng ngày 4 tháng 4. Thiếu tướng Thanh nói, chúng tôi sẽ tổ chức 25 khối diễu binh, các khối đại diện cho từng đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh, từ các khối cơ quan đến các đơn vị trung tâm huấn luyện, các trung đoàn đóng quân ở các vùng miền. Bên cạnh đó, còn có các khối đại diện cho cảnh sát cơ động ở địa phương, lực lượng dự bị chiến đấu của các trường công an nhân dân. Đáng chú ý, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động sẽ huy động hơn 100 xe đặc chủng như xe chỉ huy, xe tác chiến chống bạo loạn, xe chống khủng bố, xe bọc thép chống đạn, xe phá sóng phục vụ công tác chiến đấu, huấn luyện diễu hành, biểu dương lực lượng trong lễ kỷ niệm. Ông Thanh thông tin, đây là lần đầu tiên Cảnh sát cơ động tập hợp các phương tiện đặc chủng hiện đại nhất và nhiều nhất từ trước đến nay. Khoảng 19 giờ 15 phút, một đám cháy bùng lên tại một xưởng vải đang đóng cửa trên đường Trần Thị Cờ, phường Thới An, quận 12. Ngay lập tức, người dân quanh đó liền hô hoán và cùng nhau phá cửa để dập lửa nhưng không thành do cửa quá cháy từ bên trong. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 12 nhanh chóng điều động xe chữa cháy và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, dùng vòi rồng dập đám cháy, ngăn cháy lan từ nhiều hướng. Hỏa hoạn nhanh chóng được kiểm soát và khoảng 20 giờ cùng ngày, không thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân làm rõ sự việc. Nếu không phải là dân bản địa thì không ai biết vị trí này là dòng sông Bà Bích, bởi thời điểm này lòng sông cạn trơ đáy, chỉ còn lộ đá sỏi. Đây đã vào cao điểm khô hạn. Bà con xã vùng cao Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận còn phải chịu đựng cảnh thiếu nước sinh hoạt và sản xuất thêm hơn tháng nữa, tức là khoảng giữa tháng 5 mới có mưa. Một nghịch lý mà bao năm đồng bào dân tộc Rai nơi đây phải đối mặt là mùa mưa nước nhiều nhưng không thể giữ lại nước mưa để dùng vào mùa khô vì chưa có hồ tích nước. Tại vì mùa mưa là khu vực này chạy được xiết, nhưng mà sau khi là hết mùa mưa là khu vực này nó không còn giữ nước nữa. Vì vậy là cũng muốn tạo điều kiện cho là tàu xây dựng lòng hồ để giữ lại nước chạy trước kia. Thiếu nước và mùa khô hạn dẫn đến sinh kế của người dân nơi đây chủ yếu là sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Chỉ có thể dựa vào việc vào rừng tìm kiếm mật ong, bẻ măng, đào sắn để mưu sinh qua ngày. Do đó, khát vọng về nguồn nước tưới đầy đủ quanh năm để trồng trọt và phục vụ sinh hoạt là khát khao lớn của người dân nơi đây. Đất đai chỉ trồng cái mùa mưa mới trồng bắp, trồng mì thôi. Giờ mùa này đã có trồng gì được đâu. Bà con cũng thích làm hồ để có nước. Để sau này người ta có nước mà trồng trọt mà... mình có đồng ruộng, mình có tưới vào đó rồi mình làm sau này có lúa ăn. Nếu mà đầu tư cái hồ cơ bét cho hoàn chỉnh là năm 2025, hồ năm 2026 đưa vào sử dụng thì cơ bản là cung cấp nước cho phục vụ sản xuất cho bà con cũng như nước sinh hoạt. Cho nên rất mong muốn là đề nghị là tỉnh trung ương quan tâm hơn nữa, đôn đốc các sở ngành của tỉnh để rồi hoàn thiện cái hồ sơ đầu tư triển khai thi công sớm càng nào thì tốt chừng đó. Dự án hồ chứa nước Capet đang được khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị đầu tư. Khi dự án hoàn tất sẽ là điểm tựa sinh kế cho người dân, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao Mỹ Thạnh, Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Liên quan đến tình trạng nứt sụt lún trên mặt đường Ao Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động ngày 5 tháng 4, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đã cho kiểm tra và tạm khắc phục bằng việc chám bê tông và các vết nứt. Hiện cơ bản mặt đường Ao Cơ, đoạn đang thi công mở rộng hướng từ Nhật Tân về trung tâm thành phố đều đang trong tình trạng hư hỏng nặng, lồi lõm. Thông tin với báo chí, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho hay, theo phương án phân luồng tổ chức giao thông được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chấp thuận, trước 15 tháng 4, nhà thầu thi công phải thảm đường dân sinh hai bên đường Âu Cơ và thảm thô 1/2 mặt cắt đường Âu Cơ mở rộng. Đến ngày 20 tháng 4, các đơn vị sẽ tổ chức thi công đào thay kết cấu mặt đường mới đối với 1/2 mặt cắt đường Âu Cơ mở rộng còn lại, chính là phần lõi đường hiện đang hư hỏng. Lúc này, các phương tiện sẽ di chuyển theo hai làn đường dân sinh đang chuẩn bị được thảm. Trưa ngày 5 tháng 4, đội cảnh sát giao thông An Sương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất công tác xử lý hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 22 khiến 3 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 5 tháng 4, xe container do một nam tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển chạy trên quốc lộ 22 hướng từ An Sương đi huyện Củ Chi. Khi cách cầu An Hạ chừng 500 m, xe container bất ngờ lao sang đường xe máy, hất tung nhiều mét giải phân cách. Hai xe máy bị xe container tông và cuốn đi khiến ba người mắc kẹt dưới gầm. Xe container chắn hết làn đường xe máy và một phần làn đường ô tô, khiến giao thông ùn ứ kéo dài nhiều km. Nhiều người dân hô hoáng kéo người bị thương và phương tiện ra ngoài gọi xe cấp cứu. Khoảng 20 phút sau, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Trong số này, có một người bị thương rất nặng, nguy kịch. Hiện các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ. Những câu chuyện về khách du lịch khi tới Hà Nội bị chặt chém, hét giá trên trời khi mua hàng tại các gánh hàng rong trên phố không còn xa lạ. Thế nhưng gần đây, trên mạng xã hội lại dấy lên tranh luận của cộng đồng mạng về hình ảnh vài người khách nước ngoài rất sốc khi mua 4 chiếc bánh rán với giá cắt cổ 50.000 đồng. Tìm đến Hồ Hoàn Kiếm, một địa điểm rất đông du khách quốc tế và cả những gánh hàng rong, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông ngoại quốc như đang trao đổi, mua bán với một người bán hoa quả trên Hồ Gươm. Thế nhưng sau đó, tôi đã có dự định mua hoa quả của hàng kia và đã quyết định không mua nữa vì giá cả không rõ ràng. Cô ấy không nói cho tôi một cái giá chính xác, thế nên tôi quyết định không mua nữa. Có lẽ những tình huống như vậy không chỉ một mình người đàn ông này gặp phải. Chiếc kính ở trên đầu tôi được mua tại một cửa hàng ven đường với giá 250.000 đồng. Tôi đã phải mặc cả rất kịch liệt thì mới mua được với mức giá đó vì ban đầu người bán trả giá cao hơn và tôi không tin đó là mức giá mà tôi đáng phải trả. Khi đến đây thì tôi đã được cảnh báo và học được cách mặc cả khi muốn mua một món đồ từ những người bán hàng rong. Ví dụ như khi họ nói một món đồ với giá 20.000 đồng, bạn có thể trả giá thấp hơn, kiểu như là không, tôi chỉ mua 10.000 thôi chẳng hạn. Tôi may mắn khi chưa có những trải nghiệm không tốt với những người bán hàng rong tại Việt Nam. Đối với tôi, những người bán hàng rong tại nước bạn vẫn rất tốt bụng, dễ mến. Tôi thích điều đó và chắc chắn sẽ quay lại với Việt Nam. Tôi hy vọng rằng với sự giúp đỡ của mình thông qua việc mua hàng thì sẽ giúp họ có một cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng, những câu chuyện trên chỉ là một bộ phận nhỏ trong những người bán hàng rong và những vụ việc đó cũng đã đều có sự vào cuộc kịp thời từ cơ quan chức năng. Trong mắt bạn bè quốc tế, Việt Nam vẫn luôn là một đất nước tươi đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc, con người thân thiện và là điểm đến du lịch đáng nhớ. Dàn hoa ngũ sắc rủ xuống che kín khu vực hàng rào của một khách sạn 5 sao ở phố Miếu Đầm, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội là điểm check-in mới thu hút đông đảo giới trẻ đến chụp hình cả ngày lẫn đêm. Thực ra là tình cờ là tôi lướt TikTok và được biết là có rất là nhiều bạn hot TikTok và đang review về cái địa điểm này, thì mình cũng qua đây lần thứ hai. Thực ra là hôm trước là mình đi vào cuối tuần, rất là đông người, không thể chụp luôn. Review thì cũng rất là đẹp nhưng mà thực tế ở đây thì nó cũng không được như ở trên mạng các bạn review. Cái giải hoa này rất là đẹp ấy, thế nên là mình đến đây cũng muốn là có nhiều bộ ảnh đẹp những với những màu hoa màu tím. Tớ cũng chụp được nhiều ảnh rồi. Thật ra trang phục này là một bộ của dân tộc Tày cách Tân ấy, thì tớ là người dân tộc Tày, thế nên là tớ sẽ ưu tiên với trang phục của dân tộc mình hơn. Nhờ sức lan tỏa của mạng xã hội, những địa điểm check-in như vậy được lan truyền nhanh chóng và ngày càng được nhiều người biết đến. Từ đầu năm 2024 đến nay, giá nhà ở chung cư, nhà trong ngõ tại thành phố Hà Nội liên tục tăng, tạo nên cơn sốt giá. Ghi nhận của Lao Động, có những dự án chạm ngưỡng 200 triệu đồng một mét vuông. Theo ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, việc tăng giá thể hiện sự cung cầu trong thị trường bất động sản. Hiện nay là cái giai đoạn đô thị hóa rất là cao. Cái nhu cầu ở và nhu cầu đầu tư ở các đô thị, đặc biệt là hai đô thị lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh rất lớn. Và trong giai đoạn vừa qua thì như chúng ta được biết rồi thì các cái dự án của chúng ta đang dừng lại rất là nhiều. Đấy, nó mắc về kể cả đấu thầu đấu giá, đấy, mắc về cả cái việc giao các chủ đầu tư, mắc cái kể cả là cái việc mà không có đất ở mà đất nông nghiệp chuyển sang làm đô thị cũng là đang mắc về mặt luật. Chính vì lẽ đó mà trong giai đoạn vừa qua chính phủ cũng như là các bộ các ngành đang có thể là quyết liệt ra những cái giải pháp quyết liệt để tháo gỡ cái việc này. Tuy nhiên thì cái độ trễ của các chính sách nó đi chậm lại nhưng không thể như mong muốn. Cho nên chính vì thế đó mà nó rất khan hàng. Đấy, từ cái nguyên nhân chính là do không có ra nhiều hàng, cung không có cho nên cầu chắc chắn nó sẽ tăng giá. Nó theo quy luật thị trường mà. Cũng theo ông Điệp, thị trường bất động sản thời gian tới sẽ có nhiều biến động do nguồn cung chưa được cải thiện. Vì vậy, cần có chính sách nguồn lực để điều tiết thị trường này. Thị trường bất động sản nó có hai vấn đề rất là quan trọng. Một là cơ chế chính sách, hai là nguồn lực.
Thế thì bây giờ cơ chính sách chúng ta đã có, cái luật chúng ta đang tháo gỡ rồi. Thế còn cái nguồn lực thì hiện nay là ngoài cái tín dụng và cái quỹ ra thì chúng ta phải mở thêm một cái kênh nữa, có nghĩa là các doanh nghiệp được huy động mọi nguồn lực. Nhưng mà chúng ta phải tạo được cơ chế chính sách có động lực để huy động. Thì tôi nghĩ rằng là trong tương lai chúng ta mới tháo gỡ được cái việc mà nó tiếp tục tăng. Thế còn nếu như chúng ta không tháo gỡ về mặt vĩ mô thì chắc chắn là rất khó. Thời điểm hiện nay, nhiều nhà đầu tư thứ cấp, người dân có nhu cầu mua nhà cần cân nhắc về phân khúc sản phẩm để tránh trường hợp vượt mức tài chính. Theo cáo trạng, vào tháng 3, tháng 4 năm 2021, bị cáo Đoàn Công Minh là phó trưởng phòng tài chính kế hoạch và phụ trách kế toán Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã 3 lần chiếm đoạt số tiền của Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh trên 7,7 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Trong suốt quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo Minh đã thành khẩn khai báo, đồng thời khắc phục số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt trước đó. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đoàn Công Minh 16 năm tù về tội tham ô tài sản. Đến chiều ngày 5 tháng 4, chiếc ô tô vào ụ bê tông giải phân cách ở trạm thu phí An Sương, An Lạc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân đã được xe cứu hộ kéo ra khỏi hiện trường. Giao thông trên quốc lộ 1 dần ổn định trở lại. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 5 tháng 4, xe ô tô hạng sang hiệu Mercedes mang biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy trên quốc lộ 1 hướng từ quận 12 về huyện Bình Chánh. Khi vừa đến trạm thu phí An Sương, An Lạc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân thì tông vào ụ bê tông giải phân cách phân chia làn đường. Cú tông mạnh đã khiến ô tô lật ngang. Lúc này, các nhân viên bảo vệ trạm thu phí chạy đến thấy xe bốc khói nên nhanh chóng hỗ trợ ngăn cháy, giải cứu đưa nam tài xế ra ngoài. Ảnh hưởng từ sự cố tai nạn khiến giao thông quanh khu vực ùn ứ kéo dài. Tại hiện trường, chiếc ô tô móp méo, hư hỏng nhiều bộ phận, túi khí bên trong xe bung ra. Nhân viên trạm thu phí sau đó cho đóng một làn đường có tai nạn để đảm bảo an toàn. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đến giải quyết hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Báo Lao Động để cập nhật những tin tức mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.